Xin kính chào khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Mẫu xe Kia Carnival đã ra mắt vào đầu tháng 10 vừa rồi, nhưng ngày hôm nay thì Auto Việt Nam mới có cơ hội để trải nghiệm thực tế mẫu xe MPV cỡ lớn của thương hiệu Kia. Đây là một trong những chiếc xe mà khi ra mắt ở tại thị trường Hàn Quốc nó đã có một cái doanh số rất rất là ấn tượng, gần như là không có xe để giao luôn. Thế thì ngày hôm nay nó đã có mặt ở tại thị trường Việt Nam. Và với mức giá bán thì loanh quanh đâu đó rơi vào khoảng tầm 1 tỷ 1 tới 1 tỷ 8. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết xem Kia Carnival hay còn gọi là Kia Sedona thế hệ thứ tư có gì đặc biệt nhé. Kia Trường Hải vừa giới thiệu Kia Carnival 2021 hoàn toàn mới với 5 phiên bản, đi cùng với mức giá từ 1 tỷ 199 triệu đồng tới 1 tỷ 839 triệu đồng. Ở thế hệ thứ tư, mẫu MPV này được thống nhất với tên gọi là Kia Carnival trên toàn cầu. Kia Carnival 2021 sở hữu một ngoại hình hiện đại và mạnh mẽ hơn hẳn Kia Sedona trước đây. Phong cách thiết kế này được gọi là SUV Express Design, tạm dịch là lấy cảm hứng từ SUV, giúp cho xe có ngoại hình khá tương đồng với mẫu xe SUV Kia Sorento. Xe sở hữu kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 5.155mm x 1.995mm x 1.775mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.090mm, khoảng sóng gầm 172mm và khối lượng không tải 2.125kg. Trên Kia Carnival 2021, khách hàng có tùy chọn cấu hình 8 chỗ hoặc 7 chỗ. Trong đó, phiên bản 3.5 Signature có 2 ghế rời dạng thương gia cho khả năng tùy chỉnh linh hoạt và tiện nghi. Thế thì đây là một trong những cái mẫu xe mà ra mắt lần đầu tiên vào năm 1998 với tên gọi là Kia Sedona, đúng không ạ? Chúng ta không còn lạ lẫm gì nữa. Thế nhưng mà về thị trường Việt Nam thì bây giờ nó đã được đổi tên thành Kia Carnival rồi. Chiếc xe này thì hiện tại Thaco Trường Hải đang phân phối với tổng cộng là 5 phiên bản, dao động từ 1 tỷ 1 tới 1 tỷ 8. Và với mức giá bán từng phiên bản thì chúng mình sẽ đặt ở phía bên trên màn hình để cho các bạn có thể tiện tham gia và theo dõi. Đây là một trong những chiếc xe nó được thay đổi rất nhiều về ngoại hình thiết kế cho tới được trang bị tiện ích ở bên trong xe. Và phải nói rằng là Kia, những mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc nói chung, họ làm rất tốt ở khâu thiết kế sản phẩm, đúng không ạ? Chúng ta thấy một cái mẫu xe nó mang hình hài, phải nói rằng là nó rất là trẻ trung, nó hiện đại. Và Kia họ cũng có chia sẻ rằng đây là một mẫu xe SUV chứ không phải là MPV. Điều đó nó thể hiện ngay ở phần đầu xe. Chúng ta sẽ có một cái phần lưới tản nhiệt kích cỡ siêu lớn. Đấy, cũng vẫn theo cái phong cách truyền thống, theo kiểu dạng mũi hổ. Thế nhưng mà phía bên trong này các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta có rất nhiều những cái họa tiết theo kiểu dạng giống như kim cương vậy. Nó rất là đẹp mắt, sử dụng những cái màu chrome sáng bóng ở viền xung quanh. Và đặc biệt ở phía hai bên ở đây chúng ta có những cái dải đèn LED chạy vào ban ngày, nó tạo hình gấp khúc rồi kết hợp với một cái cụm đèn chiếu sáng Protect thiết kế rất ấn tượng. Anh coi phim có thể quay gần vào đây cho các bạn có thể là theo dõi. Các bạn có thể thấy rằng là những cái cụm đèn ngày xưa ấy, nó được thiết kế nó rất là to. Thế nhưng mà bây giờ thì gần như là những cái mẫu xe hiện đại ngày nay, những cái cụm đèn chiếu sáng nó giảm kích thước, nhưng cái cường độ chiếu sáng nó lại tăng lên do những cái công nghệ ở phần phía bên trong ở đây. Thế thì cái cụm đèn chiếu sáng ở đây thì nó sử dụng dạng LED projector, thì tích hợp với rất nhiều những công nghệ chiếu sáng hiện đại ngày nay. Ví dụ như là thích ứng thông minh, tự động tắt bật đèn pha cốt, rồi điều chỉnh góc chiếu sáng theo góc cua, rồi vân vân, rất nhiều thứ, đầy đủ hết, không thiếu một thứ gì cả. Và với một chiếc xe to như thế này thì chúng ta phải có camera 360 độ, thì chúng ta mới có thể là dễ dàng di chuyển ở trong phố xá, không sợ bị va quệt đâm đụt vào những cái xe khác, đúng không ạ? Đây. Đó. Mà cái phần chi tiết camera này nó đặt nó rất là tinh tế, nó không bị nhô ra quá nhiều đâu các bạn ạ. Nếu chúng ta không để kỹ thì chúng ta sẽ rất khó có thể là nhận biết được cái phần chi tiết camera nó nằm ở chỗ này. Đó, rất là đẹp mắt. Cản dưới được sử dụng màu sáng. Ok, chúng ta tiến tới phần thân xe một chút. Thân xe thì như mình quan sát thì ở đây xe sử dụng lốp Michelin thông số 23555 và la răng kích cỡ 19 inch.
La Giang này thì mình đánh giá thiết kế nó rất là đẹp mắt. Theo cái kiểu phong cách này bây giờ đó là hai tông màu. Đấy, bên trong thì sơn đen, ở phía bên ngoài phay xước, trông rất là đẹp mắt. Gương chiếu hậu thì đầy đủ hết, có xi nhan báo rẽ, dạng LED này. Nhưng mà vẫn chưa thấy chi tiết cảnh báo điểm mù ở đâu. Đây là phiên bản cao nhất, phiên bản Signature sử dụng động cơ 3.5 lít, phiên bản cao nhất. Lát chút nữa thì mình sẽ giới thiệu tới quý vị các bạn cái thông số kỹ thuật về khối động cơ này. Chúng ta cùng chạy qua một vòng. Khác với các đối thủ hiện nay ở trên thị trường như là Honda Odyssey, Toyota Grand Vitara hay là Ford Tonio thì mẫu xe Kia Carnival sử dụng cái thiết kế với cửa ray trượt sử dụng bằng điện đó. Như mình cũng đã có những cái dịp trải nghiệm với mẫu xe Ford Tonio thì cái phần cánh cửa này nó sử dụng kéo bằng tay, nó khá là bất cập. Nhưng đối với Kia Sedona rồi Kia Carnival thế hệ mới, chúng ta có cái phần cửa chỉ cần bấm rất nhẹ nhàng như này thôi là cửa có thể đóng ra đóng vào, rất là ok. Gần như là mình đánh giá mẫu xe Kia Carnival này nó gần như là tiệm cận sang chứ không đơn thuần là mẫu xe MPV cỡ lớn như Kia chia sẻ nữa rồi. Một chút đằng sau đi. Cái miếng chrome này thì nó giống với cả Kia Sorento. Một cái miếng chrome nó trải từ ở phần phía cột chữ C cho tới tít tận phần đuôi sau. Một cái miếng chrome rất to. Đấy, ăn nhập với cả một cái phần cụm đèn hậu. Phải nói rằng đây là một cái thiết kế mà nhìn chung đối với bất kỳ ai, nếu như nhìn vào đây thì các bạn sẽ cảm thấy được những cái sự trau chuốt của nhà sản xuất họ đem tới cho cái mẫu xe Kia Carnival này. Nó rất là đẹp mắt, thực sự. Nó không phải là một cái thiết kế cũ theo kiểu dạng hình dọc, mà nó sử dụng hoàn toàn bằng một cái chiều ngang. Và theo như mình tìm hiểu trên thông số kỹ thuật thì mẫu xe Kia Carnival này, phiên bản Signature này sẽ sử dụng hoàn toàn bằng LED, còn trên phiên bản thấp thì sử dụng dạng halogen. Tất nhiên rồi thì là đây là cốp điện và chúng ta có thể đóng mở bằng chìa khóa. Rất rộng các bạn ạ. Với cái không gian như này thì các bạn có thể để rất nhiều những cái vật dụng to, vật dụng lình kình. Đặc biệt là với những doanh nhân, những chủ vị chủ tịch, đúng không ạ? Thường xuyên cuối tuần chúng ta đi đâu đó công tác xa, chúng ta đi đánh gốp thì chúng ta có thể để tới 3 bộ gốp ở đây, rất là rộng rãi, thoải mái. Ok, chúng ta cùng khám phá một chút ở phần phía bên trong nội thất xe đi. Đi thẳng ơi. Đấy, khi mà bước vào cái không gian nội thất của mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc thì phải nói rằng là các bạn mở cánh cửa này ra, các bạn cũng thấy là cái chất lượng hoàn thiện của Carnival rất là tốt, bởi vì nó có những cái sự chắc chắn. Bên phía bên trên táp ly ở đây thì sử dụng bằng vật liệu da kết hợp với những cái phần nhựa giả da ở đây, cùng một cái tông màu theo kiểu dạng cà phê, trông nó rất là kiểu trẻ trung. Đấy, ấn tượng nhất là cái phần chi tiết này, nó giống như cái họa tiết kiểu dạng vẩy cá, nó giống như ở phần phía bên trên táp lô ở đây. Có mỗi cái là cái này nó là kiểu dạng hình thù kiểu điện tử. Còn ở đây thì nó sử dụng bằng một cái miếng kim loại phay sáng, sử dụng những cái họa tiết nó giống như vẩy cá, nó rất là đẹp mắt. Ok, thì bây giờ mình nổ máy lên cho các bạn xem nhé. Cái phần màn hình ở đây ấy, thì các bạn có thể thấy rằng là nó có cái độ phân giải rất là cao và sử dụng hoàn toàn bằng cái giao diện tiếng Việt. Cho nên là nếu như mà kể cả có những cái bác trai bác gái độ tuổi trung niên không sử dụng thành thạo cho lắm, chúng ta vẫn có thể dễ dàng tương tác được. Đấy, có cả bản đồ vệ tinh, đồ cho thị trường Việt Nam. Đấy, dành riêng cho thị trường Việt Nam ấy, rất là dễ dàng sử dụng các bạn nhé. Phải nói rằng là Kia họ làm những cái sản phẩm nó rất là đẹp mắt, và cái độ nói về xét về độ cấp độ gọi là công nghệ thì thực sự trong phân khúc này thì trong cái thị trường ô tô Việt Nam Kia Hyundai là mình thực sự đánh giá rất cao.
Trên này thì vô lăng chúng ta có tản lệ chuyển số, rồi cần số dạng núm xoay. Các bạn có thể thấy đây nhá, thiết kế nó rất là trau chuốt, nó đẹp. Giống như các mẫu xe hạng sang vậy. Rất là đẹp. Sử dụng bằng bằng kim loại. Đẹp. Cốp để đồ ở đây nhưng mà không không có khe lạnh. Ghế này thì có khả năng sưởi sấy, thông gió vân vân, nhớ vị trí ghế. Vô lăng cũng có sưởi. Cửa sổ chơi cho hàng ghế lái và ghế phụ. Không thiếu một thứ gì. Màn hình này thì theo như mình tìm hiểu thì nó có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, đầy đủ hết tất cả những cái chức năng hiện đại hiện nay. Rất là đẹp. Bây giờ khám phá một chút hàng ghế thứ hai đi nhỉ. Tại vì con xe này hôm nay ở showroom thì nó hết xăng rồi, cho nên là nếu mà nổ một chút nữa thì để cho các bạn xem cái khả năng vận hành của động cơ nó rất là êm ái, mặc dù là động cơ 3.5 lít. Phía sau thì có cửa sổ trời nữa dành cho các hành khách, nó không phải là kiểu dạng liền khối với nhau. Đấy, như các bạn được biết nhé, nếu như mà cái phần cửa sổ trời này nó liền với nhau ấy, nếu như chẳng may mà có những vật thể nó rơi vỡ nứt ở đây mà thay thế chi phí nó rất là cao. Nhưng mà nếu mà làm tách rời như thế này thì cái chi phí chúng ta bỏ ra nó sẽ thấp hơn và dễ dàng thay thế hơn. Đấy, phía đằng sau thì có cục sạc cho smartphone ở hai bên ghế. Đấy. Vị trí để cốc. Ghế này thì có khả năng ngả, có đệm chân, có đệm đỡ chân, rất là thoải mái, rộng rãi. Cửa gió ở phía trên đầu hoàn toàn điều chỉnh được. Đây là phía bên này này, Thắng này, cửa gió này, đây điều chỉnh được cửa gió điều hòa này. Đằng sau có thể là tự mình có thể tự động thao tác được, không cần phải nhờ những người phía trước. Rộng rãi, sướng vãi. Ghế này cũng giống như Sorento thì có thể là kéo ra kéo vào để tạo cái không gian chúng ta bước xuống hàng ghế thứ ba. Mình chiều cao là 1m75, nặng khoảng 85 cân, ngồi như này vẫn là ok. vẫn khá là thoải mái. Không, nhưng mà bây giờ ghế này mà đẩy lên cao một chút nữa thì ok, rất là thoải mái. Nhưng mà nếu như mà ngồi mà với vị trí như này mà ghế ngả nhiều như này thì nó sẽ hơi bị kích chân. Nhưng mà để đánh giá tổng thể thì con này rất là rộng, ngồi sướng. Hàng ghế này dành cho trẻ em. Có cả vị trí để cốc, để đồ ở đây, để tay ở đây, tựa đỡ đầu, đầy đủ hết, không thiếu gì. Rồi, ok.